Tôi đã cho anh cơ hội, anh không nắm lấy. Vậy thì anh trách anh, chứ trách gì tôi? Cô trách tôi vì tôi không chọn cô à? Cô định giá tôi sai rồi. Một khi Hằng Vũ này thích thì nó sẽ bất chấp lao vào, còn không thì dù có 1000 cơ hội đi nữa nó cũng không thèm nhìn.